Và bây giờ xin mời nhóm đầu tiên sẽ tiến vào để chuẩn bị cho hoạt động của mình. Sẵn đây đang có đạo diễn Dương Vũ cũng như là đại diện của thương hiệu Samsung, thì không biết là hai super mentor của mình cũng như các thí sinh có câu hỏi gì muốn trao đổi. Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị Phương. Em muốn hỏi một chút, đó chính là khi chị ngồi ở cương vị ở đây thì điều mà chị mong mỏi nhất trong một viral clip để mà gây dấu ấn mạnh nhất thì là điều gì ạ? Cảm ơn câu hỏi của chị Hà. Thứ nhất là khi mà mình có mặt tại trường quay hôm nay, nhìn tất cả các cái set hình, mình cảm thấy rất là choáng ngợp và cảm thấy rất là tự hào. Năm nay với cái chiến lược truyền thông mới, chúng tôi muốn cộng hưởng, muốn đồng hành cùng với những nhóm cộng đồng văn hóa nhỏ, bởi vì đây là một trong những cái xu hướng mà những cái nền văn hóa đang trỗi dậy. Dám nghĩ ngược nhưng làm được. Các bạn phải rất là tự do, thể hiện một cái tinh thần phóng khoáng, và từ đó các bạn thể hiện được những cái tính năng của sản phẩm mới của chúng tôi. Và hiện nay chưa có một cái điện thoại nào có sở hữu cái màn hình ngoài 3.4 inch. Đây là màn hình ngoài lớn nhất và nó rất là đa năng và thông minh. Các bạn có thể làm được rất nhiều cái ứng dụng khác với cái màn hình ngoài này, và các bạn không cần phải mở ra. Và một cái điều không thể thiếu nữa, thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt. Các bạn phải thể hiện được cái tính năng này trong cái tinh thần clip của mình. Ngày xưa Vân mang túi to lắm, bây giờ Vân hết style túi to rồi, bây giờ Vân theo cái style modem mini bag. Cho nên là cái size của Samsung rất là vừa với lại những cái túi nhỏ của Vân. Cảm ơn chị Phương rất nhiều và hy vọng là các bạn đã lắng nghe và giữ đúng cái tinh thần như những gì mà chúng ta đã tập luyện. Và nếu như tất cả chúng ta không còn thắc mắc gì nữa thì bây giờ sẽ là 45 phút để group đầu tiên thực hiện hoạt động này. Chúc các bạn may mắn. Hằng sẽ chọn set quay cuối cùng lên đầu tiên, tại vì Hằng nghĩ là cái set quay đó nó quan trọng. Clip cuối cùng trong đường dây, họ lấy họ quay trước. Rồi sau họ đó sao thì có nhiều thời gian họ quay cái này. Như mình đã tập với nhau rồi thì bây giờ mai không có lặp lại nữa. Mọi người sẽ nhớ cái tổ hợp mà mình đã thống nhất với nhau nha. Với kinh nghiệm từ lần làm New Mentor lần trước, không chỉ là làm việc đưa một cái năng lượng hiệu suất tốt mà còn phải là sản phẩm tốt nữa. Mai đã tiết chế hơn và ngắn gọn hơn một chút. Ok, máy chạy 3, 2, 1, action. Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội linh hoạt. Sorry, hồi nãy là Mai có quên chữ hay. Không sao, không sao, mọi người vẫn nhớ nhịp. Mọi người vẫn nhớ nhịp. So với lần trước thì lần này Mai Ngô đã có tiến bộ rất nhiều, năng lượng hơn, tích cực hơn. Mai Ngô, bạn ấy có một lợi thế là có rất là nhiều kinh nghiệm tham gia những chương trình truyền hình thực tế. Ở Mai Ngô có một cái sự chủ động hơn. Lên rồi, lại đi mọi người ơi. 6 phút trôi qua rồi. Bình tĩnh, tập trung thôi, không có gì hết trơn á. Tự do, thoải mái. Máy chạy 1, 2, 3, action. Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội linh hoạt. Giữ nguyên 3, 2, 1, cut. Yeah. Ok, mọi người cho Mai xin lại một lần nha. Mọi người rất là tốt, rất là tuyệt vời. Em thấy là lúc nào chị Mai cũng là người chia sẻ cái năng lượng tích cực đến cho em. Rồi, camera chuẩn bị. Hít thở. 3, 2, 1, action. Hey. Samsung Galaxy Z Flip 5 nhập hội lên hạt. 3, 2, 1, cut. Rồi. Ok, qua check 1. Drag queen, nhanh, di chuyển nhanh. Tay cầm đẹp nha. 2, 3, action. Đúng không? Rồi. Xong rồi xoay sang. Sang phải. 3, 2, 1, bắt đầu này. Là double click luôn. Xoay. Đó, xong đi. Đó, máy là góc này nha. Ok, lấy toàn cái bục cho em. Rất là thích cái tạo hình của Vân ngày hôm nay. Drag queen giống như là cho Vân một cái lớp áo giáp, thể hiện mọi thứ mà mình muốn, nhưng không phải lo sợ mọi người sẽ nói này nói kia. Action, rút, quay, chụp ảnh, giữ nguyên, chụp ảnh, giữ nguyên. Tay. Rồi, mất cái màn hình điện thoại rồi. Lại. Bấm từ đâu luôn? Bấm từ đâu hồi nãy giờ mà. Từ đâu bấm luôn cái màn hình? Bấm từ đầu mà em sao vậy? Cái màn hình gập lên mở xuống, lúc đó màn hình đen, thực ra là chị muốn là nó sẽ sáng hình của các bạn đang chụp nữa. Thì cái idea của Hằng nó sẽ hoàn hảo hơn nữa. Thôi, làm tiếp, lần nữa là ok. Fighting. 3, 2, 1, action. Quay. Quay luôn. Bình tĩnh. Ok. Tay vẫy màn hình rồi. Xoay. Đi. Yes. Một, hai. Bước lên bộ. Tổng đánh vào. Đúng rồi. Xoay.
Xoay, bình tĩnh, mở nè, mở ra. Wow. Gấp. Yes. Ok. Ok. Good take. 15 phút. Bình tĩnh nha. Châu và chị Phương là theo hơi hướng thời trang nhất. Đó là lý do mà Châu và chị Phương đã ghép cặp trong thử thách lần này. Châu ơi, những cái tư thế như nào là mình có sẵn ở trong đầu rồi nha. Không có sáng tạo thêm cái gì. 3, 2, 1, action. Rồi, bấm bất cứ nơi đâu trên rồi, màn hình. Không, rồi, chuyển. Chuyển qua. Quan lại cái, lại cái. Có 6 người. Nhiều khi nó cũng là một cái lợi thế mà đôi lúc nó cũng là một cái khó khăn. Bậc thang nhiều, một cái set lớn như vậy chỉ có 2 người thì mình phải canh như thế nào cho nó hợp lý ở cái bối cảnh đó. Từ đây, em bước lên đây. Em bước xuống đây. Bạn em chụp qua, quay qua. Lâm Châu có vẻ hơi cứng và cái phần tay chưa được mềm mại cho lắm. Cái việc đó khiến cho hơi tốn thời gian, các chị phải chỉnh hơi nhiều. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đẹp đẹp đẹp. Yes. Rồi thu về. Rồi thu nhanh. Đó. Liên vào các bạn. Yes. Lại một giây, chuẩn bị 3, 2, 1, xoay. Đi. Xoay. Zoom điện thoại, zoom điện thoại. Yes. Hôm nay được hai chị cùng hướng dẫn, một chị coi monitor, một chị hướng dẫn trực tiếp ngay trên set. Cảm thấy tất cả mọi thứ đâu vào đó rất là gãy gọn. Ok, next. 3, 2, 1, action. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Anh không những làm tốt ở phần diễn xuất mà anh còn thể hiện được những đường vũ đạo rất là đẹp. Không có một cái trục trặc gì xảy ra. Nói chung là chị em mình làm việc rất là ăn ý với nhau. 2, 3, 4. 8, 2, 3, 4. Đứng nguyên. Cái khúc nhỏ gọn nó hay đó. Ok, cắt. Nhưng mà cái góc đưa lên đây nó chưa có mượt. Cái tay của em đang bị cao. Tay em bị xéo lên trên kia quá. Nãy em đưa lên đây quá. Đây nè. Thường cái máy này ra ngoài thiếu. Là cái màn hình vào trong cái camera. Làm việc dưới cái sự chỉ đạo của chị Hồ Ngọc Hà nhẹ nhàng hơn một chút, trái ngược hơn với chị Hằng của chúng em. Ok. 2, 3, 4 6, 2, 3, 4 7, 2, 3, 4 okay. 8, 2, yeah. Đập tay. Đập. Đúng Nguyên, anh đạt vô. Yes. Ok. Rồi. Ok. Cái cuối cùng là đẹp nhất. Mới có 34 phút trôi qua thôi. Quay lại đi. Cái vấn đề là bây giờ cái tính năng. Lúc nãy là Vân có đưa này đúng không? Lâu một chút. Đưa này xong cái. 3, 2, 1, action. Quay. Quay. Selfie này lên. Focus từ từ. Tính năng từ từ thôi. Bấm. Rồi bấm đi. Rồi. Quay. Xoay. Lên. Bước. Bước lên. Bước lên. Xoay. Bùi Tường Vân và chị Như Vân rất là hài hòa, thể hiện được giống như là chúng tôi là một team với nhau vậy đó. Ok. Mình đứng đây mình đếm ngược luôn đi em. 10, 9, 8 đấy. Đội thành viên cũng thong thả quá ha. Bọn em thực hiện xong thử thách mà vẫn còn dư thời gian thì có nghĩa là bọn em đã hoàn thành tốt. Hai chị có thể đã hài lòng rồi. Yeah. Yeah. Chúc mừng nhóm đầu tiên đã hoàn thành xong phần thử thách của mình.